Em xin chào tất cả mọi người nha. Đi từ sáng giờ mệt quá, mệt luôn cả nhà. Nghĩ sao mà đi 7 giờ mấy mà giờ 10 giờ mới gặp được con không? Nó ăn là đen cái khu vực này luôn. Mà nói chung là bây giờ em đi cái chỗ nào cũng thấy ông nó ăn đen ấy cả nhà. Mà kiếm khó lắm. Em đi với suối với đồ đẹp lắm mà nó chẳng thấy đâu. Bây giờ em lên đây em thấy có một ổ này, nó nằm ở trên cây điều, bây giờ cả nhà không thấy đâu. Bây giờ để em lên nó rồi em quay cho cả nhà xem nha. À cũng bự cả nhà. Mà cũng còn ok lắm cả nhà. Nó khô một hai ống bên này nè. À bên này nó khô hết luôn. Còn bên này nó cũng vậy nè. Nói chung là em nghĩ nó ăn phấn hay gì đó. Chắc ổ này già quá nó. Thôi đi xuống cả nhà ơi. Nó hăng quá. Rồi, em xuống dắt vô giỏ đi tiếp nha. Ở trong cái góc này có một ổ này mọi người, mà chưa thấy được cái ổ ong nó nằm chỗ nào đó. Hình như nhỏ gì mà không thấy ta. Thấy là cũng được. Kinh quá kinh. Ây giời ơi. Trọt cả mặt chảy tè le rồi. Ông đừng Bình Thuận ơi.
Bụp. Vít ra chưa? Tránh ra đi, tao cắt một cái là đích khu bây giờ. Nữa. Cái chỗ này rầm rầm này. Biết có còn ổ nào nữa không? Nằm ngay cái chỗ mát mát này. Tổ này là gần 2 xị cứng luôn đó cả nhà. Nó hơi bể một xíu. Có nhiều cô chú anh chị em mua mật ong mà mua nguyên ổ. Đòi hỏi là phải nó đừng có bể. Mà làm sao không bể được. Rồi, tổ này cũng vip đấy. Tổ này là tổ nó ở lâu rồi nè. Nó mới được như vậy nè. Chứ mà mới về không được vậy đâu. Rồi, được 2 tổ sáng giờ. Dắt vô tiếp tục đi thôi. Ở đây em thấy có một tổ nhỏ mà nó đóng dưới trời nữa cả nhà. Dưới nắng vậy luôn. Một ong quá sung. Được thêm một tổ nhỏ anh em ơi. Đi từ sáng giờ. Ở trong cái đống trà này có nổ này mọi người. Tơ. Ngày hôm nay á là trời ổng bị ui ui xong rồi bị nắng nắng rồi nha. Đậu phụng nó nắng với ồn. Rồi sáng giờ được 3 tổ. Tổ này là tổ thứ 4 nè. Không biết còn gặp được tổ nào nữa không. Mặt cũng ok nha cả nhà. Mặt thì vip à. Rồi tiếp tục thôi. Trên này có một ổ này mọi người. Nhưng mà nó xa quá, em phải cưa cái nhánh đó. Ở chủ vườn dưới kìa, thấy chưa? Ông cho cắt nha.
Bảy cái cưa em giục dưới rồi. Giục mẹ cái cưa rồi chứ. Để xuống cái đá rồi lên lại, lấy cưa lên cưa. Dạ. Ổ này cũng nhỏ à. Dạ mật thì ngon á, nhưng mà cái ổ nó không có bự á. Bốn năm ổ. Sáng giờ đi đư luôn á. À, ông này cho nha cả nhà. Ông này cho bắt á. À, dắt vô đi tiếp thôi cả nhà ơi. Đây có một ổ nè mọi người.
tổ ong tơ này, nụ nụ ngon này. Mặc ghê gớm mặc lắm. Đầy nhóc. Tiếp tục thôi. Ở đây em thấy con ổ nhỏ này mọi người. Ổ tơ. Chỗ đây em thấy có người đi rồi cả nhà, chắc là mấy ông bắt hết ổ bự rồi. Em thấy nó lấy nước ở đây nè, để em vô em kiếm được ổ nhỏ nè. Ôi, nhắc đại đây, vô này đi kiếm tổ khác cả nhà. Em đuối quá cả nhà, em đuối quá lấy xe chạy. Để em thấy con ổ mini nè. Mini mà mini mới về nó mới đâu chứ. Vậy là ở đây có anh em bắt rồi cả nhà, bắt trước mấy ngày trước rồi, cho nên là giờ toàn là ổ nhỏ với lại mini, ổ nhỏ với lại mới về đây. Thì thành quả em bắt ở cái chỗ của em á, là ở trong kia là được 6 tổ, 2, 4, 6 tổ bự. Nói chung là cũng không có bự, cũng được được. Được 6 tổ. Còn ra ngoài cái khu vực của đồng địch đó, thì được 2 ổ như cái trứng trái. Quậy ghê hè. Tại chỗ này anh em đi rồi cả nhà. Thì đi rồi mình đi kiếm lại, mà không gặp thì mình gặp ổ nhỏ thì mình bắt luôn chứ. Đúng không? Đó là thành quả sáng giờ. Giờ em đi đi ra đường lựa nhựa, trên đường đi mà gặp nữa thì em quay cho cả nhà xem. Em đã đi ra tới anh mà ba sĩ là mày tới quán rồi anh em ơi. À, ngoài nó rưỡi nay đi với quan vlog, mà quan vlog toàn là chửi lâm bẩm cả ngày trên đồi. Đâu quá đi lại đuối. Đi gặp ông thì ít, mà gặp rất tàn nhiều cả nhà ơi. Không sao, nhưng mà có mặt là ok rồi. Ít ra phải vậy chứ, đi gì đâu, không có, bực bội chứ. Còn em thì chạy xe, ý là đi được, bắt được mấy ổ cả nhà. Xong rồi đi về chiều quá, giờ đuối quá, giờ chạy xe đi, bắt được cái ổ như cái trứng. Đó, đây là thành quả của em nha. Đó, thành quả của hai anh em ngày hôm nay. Tạm ổn chứ, giỡn chơi đâu, cũng to to không chứ. Xả làm gì đó. À. Rồi, bây giờ tạm dừng clip cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà những clip sau nha. Có thấy bà đừng có chỉ ông. Bắt giùm cho chứ. Ủa, mày ổ